quý vị, ngày hôm qua, tại cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành trao tặng trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm phòng chống dịch Covid-19. Tại cửa khẩu Đắc Ốc, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan các thiết bị y tế gồm khẩu trang y tế, trang phục chống dịch, nhiệt kế hồng ngoại, dung dịch sát khuẩn, bộ test nhanh Covid-19, cùng một số nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, cá khô, thịt hộp, v.v. trị giá hơn 600 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Qua đây thì cũng chia sẻ với lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan trong công tác phòng chống dịch và thực hiện cái nhiệm vụ đối ngoại giữa hai bộ chỉ huy. Thì tôi đại diện lãnh đạo Đảng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Salavan xin bày tỏ lòng biết ơn và chân thành cảm ơn đến các đồng chí cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình, đồng thời thể hiện tình cảm, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của thành phố Đà Nẵng với nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam, Lào. Tại buổi trao tặng, đơn vị nước bạn cũng mong muốn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trong xây dựng công trình cơ bản, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin, ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh Covid-19.